Những khoảnh khắc Skinwalker lộ diện khiến cộng đồng mạng không khỏi sợ hãi. Mở đầu clip chính là một chú chó cưng đang đứng nhìn chủ của mình. Thoạt đầu, trông nó giống như những chú chó đang giận dữ khác. Tuy nhiên, giây tiếp theo, con vật này lại có những biểu hiện rất quái dị. Nó trở nên quằn quại và liên tục nghiêng ngả như bị ai hành hạ. Điều này khiến cho chủ nhân nghi ngờ, phải chăng quái vật da bọc xương Skinwalker đã hóa thành con chó cưng của cô? Một tình huống tương tự đã xảy ra với con nai trong đoạn video này. Từ trong bóng tối, con vật bất ngờ lộ diện với hình dạng rất kỳ dị. Đầu của nó bị bẻ ngoặt sang một bên, nhưng con nai không hề lộ vẻ đau đớn. Ngược lại, nó còn di chuyển rất nhanh với tư thế cực kỳ quái dị. Ở một diễn biến khác, con chó này bỗng nhiên hóa điên và nhìn về phía chủ nhân của mình. Có vẻ nó đã bị một thứ gì đó nhập vào. Con vật liên tục nhè hàm răng sắc nhọn và gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống nữ TikToker. Bất ngờ hơn, cô gái trong đoạn video đang di chuyển thì tự vấp ngã. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ bỗng biến thành một con chó với màu lông y hệt với trang phục của cô ấy. Và đáng sợ nhất phải nói đến khoảnh khắc nam TikToker này phát hiện một con Skinwalker đang ở ngoài cửa sổ phòng mình. Nó không ngừng nhìn chằm chằm vào anh qua tấm kính. Thậm chí con quái vật còn nhe hàm răng gớm ghiếc như đang thèm thuồng con mồi trước mặt. Còn bạn đã bao giờ gặp phải những tình huống giống như trong đoạn video hay chưa? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!